Có cái tiết mục này khá là hấp dẫn này anh em nè. Tiếp tục đi mở Dương Tím kiếm. Ê, hôm nay vừa mới cập nhật cái gì nhỉ? Cái gọi là mở đồ 6 dòng anh em ạ. Đấy, em sẽ mở. Lâu nay ỉm được 140 mấy cái Dương Tím, hôm nay mở. À, từ từ để em lock cái cầm thôi, cầm mấy cái đồ này. Mở thạch cổ trấn luôn đi. Chả cần phải đi đâu đâu. Hấp dẫn. Giờ thì em bán xốp mấy cái đồ. Khui. Để tắt cái auto để không nó cứ bị nhập. Rồi. Ô, kim. Ui thổ à. Trời ơi, tưởng kim cái là có cái đập luôn cho thiếu lâm chứ. Kim, mũ thổ, giày không tính tiền. Giờ quan trọng vũ khí thôi. Giày thủy. Rồi, thủy 6 dòng, ngon. Được cái giày cho thiếu lâm này. Đập giày cho thiếu lâm này. Đồ đặc chính có gì không anh ạ? Mấy cái đồ này thì... Mấy đồ này chắc cần. Giày không cần. Cái đào thổ này có khi có người cần để ép lối sắt nội đấy. Bao tay à? Bao tay hỏa 6 dòng. Bao tay hỏa 6 dòng. Mũ được. Bao tay kim không cần. Mũ mộc à? Mình cũng chán xài đến nhiều dòng á. Giày hóa được, giày hóa được này. Đai à? Đai nhưng mà đai sức mạnh hơi cao nhỉ. Thôi cứ giữ lại đi. Phi đao à? Phi đao hỏa 6 dòng làm chậm hỏa sát thân pháp à? Thân pháp có ép được vào vũ khí không không nhỉ? Làm chậm hỏa sát nội, hỏa sát ngoại à? Thôi cứ giữ lại đi. Giày 6 dòng không cần. Để giao dịch bớt đi. Mấy cái đồ có thể có người cần thì mình cứ giữ lại, biết đâu có người, có ai đó xài. Ai cái giày này khả năng tí em đập luôn cho con thiếu lâm. Con thiếu lâm thì dùng nó kích được, mặc dù nó không không xài cái set gì nhưng mà nó lại kích được. À, còn 122 dương nữa. Bây giờ mở ra được quả kiếm thì đẹp này. Kiếm đang cầm kiếm 3 dòng là có kiếm đập kiếm 4 dòng thì đẹp. Mũ à, mũ nữ à. Giày thủy. Mũ thủy không cần. Áo hỏa à. Làm chậm phòng thủ vật lý thân pháp chăng? Cứ để lại đi. Mũ được này, mũ 6 dòng này. Mũ này là khoái lắm á. Mũ này khoái mà, mũ này dễ đập này anh em này. Mũ làm chậm phòng thủ vật lý, mũ này dễ đập. Bao tay kích à? Kích này kích gì ta? Bao tay hỏa. Ôi, hỏa 6 dòng ngon. Lại kích hỏa à? Kích hỏa. Không có cái kiếm nào à? Mấy cái đồ này không có đồ nào mình xài à. Xốp. Tốc độ xốp nhanh. Hai cái mũ nữ. Ok. Hai cái mũ nữ à? Mũ gì đây? Mũ mộc. Mũ mộc à? Mộc có thể sao cần. Cứ tạm thời để lại đi. Đai thủy à? Cứ tạm thời để đi. Bao tay kim. À, giao dịch à, lấy cầm 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 bớt đi. Áo hỏa có thể cần. Mũ mộc mình cũng không biết nhưng cũng có thể cần. Mũ hỏa này chắc chắn cần rồi. Vũ khí này không biết nhưng bao tay hỏa này là chắc chắn cần này. Đấy. Nói chung bây giờ gần như là chỉ có bọn nó chỉ có lấy đồ thủy đồ hỏa 6 dòng thôi. Nhưng mà đồ thủy sẽ được ưa chuộng hơn. Đồ hỏa thì chỉ thêm được dòng thân pháp nhưng đồ thủy sẽ thêm được 20 sinh khí, là thêm một khoản máu khá cao. Một cái giày nữ. Giày nữ 109 không biết bao nhiêu dòng. Mộc à? Ồ không cần. Bổng gì đây? Ui giời, không có bổng kim nhỉ.
Ngũ sức mạnh cao quá không chơi được. Dày mộc này thì có gì kháng lôi chuyển hóa và cái gì? Mộc có kháng lôi chuyển hóa và cái gì? Ép may mắn à? Cứ để đi. Mộc thì chả có cái dòng gì. Cứ vứt sang bên đây. Biết đâu có lúc cần. Biết đâu có lúc cần. Để đây em cất bớt đồ vào dương đấy. Cất bớt đồ vào dương. Tạm thời thế đi. Kiếm không có kiếm luôn, cái này chả có cái gì cả. Đai thổ à? Đai thổ 6 dòng. Đai thổ chuyển hóa kháng băng chúng độc. Đai thổ là xài được nha. Bao tay thủy ngon nha, bao tay thủy ngon, bao tay thủy ngon, bao tay thủy ngon. Kích à? Kích này thì có cái gì? Dày thủy nữ 6 dòng ngon. Mộc không cần nữa. Mộc ý một cái thôi. Kích kim à? Có thông tin gì là có xe mà em nghĩ chắc là tầm tháng 7 tháng 8 thôi. Kích kim à? Kích kim ai xài? Sau ví dụ như là thiên nhẫn nó dùng dùng kích 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 ma sát thì em nghĩ là chả ai đi dùng những cái kích này đâu. Sốc. Vẫn chưa thấy cây kiếm nào. Dây hỏa này. Ngũ thủy. Ngũ hỏa. Trời ơi, phi tiêu chứ. Sao lại là phi tiêu? Dày thổ à? Dày thổ tốc kháng băng chúng độc chuyển hóa. Phi tiêu kim 6 dòng. Rồi đem cất đồ tiếp đó. Nhầm nhầm nhầm. 30 dương nữa. Thế mà không ra được cái gì nhỉ? Làm trận chế để tí nữa anh ơi. Xong viêm đế. Toàn vũ khí kim mà không có kiếm luôn. Có vẻ như không phong thủy cho lắm nhỉ. Đai thủy à? Đai thổ. Dày thổ à? Dày thổ nữ thằng nào xài ta? Võ đang. Thiên nhẫn năm hành hỏa. Năm hành hỏa là dùng dùng dày này. Cứ để đi. À mũ được này. Mũ được này. Trời lại song đao kìa. Cái gì? Các bang hội chiếm lĩnh thành công Lâm An, Viễn Kinh lên fanpage chọn thưởng. Song đao thủy. Ồ, song đao thủy vẫn choáng kháng hỏa. Sinh khí được nha. Được song đao này lại dễ ép nhất. Ồ, bao tay nữ này hấp dẫn đấy. Được, 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 được. Vẫn là hấp dẫn, vẫn là hấp dẫn. Cất bớt đồ vào trong. Băng sắt nội bây giờ có vẻ như băng sắt nội choáng kháng hỏa khá là hấp dẫn, khá là nhiều người đang 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 tin dùng. Ép cho Ngami luôn, con Ngami em là Ngami kiếm mà, dùng băng sắt nội chi.
Nhưng mà nó sẽ là một cái phôi khá là ok. Lại là phi đao. Lại là phi đao. Nói con thầy. Bao tay mộc à? Mộc 6 dòng, mộc 6 dòng thì cũng như 3 dòng thôi. Lại là phi đao. Mũ hỏa này được. Kiếm đâu? Không có kiếm luôn. Mũ thủy được. Trời đất ơi, 150 dương không có cái kiếm. Trời. Đen đủ đường. Quái oằm. Để đi đập cái giày cái nhà. Từ từ đập cái giày cho thằng Thiếu Lâm. Đang đang rảnh rỗi đập cái giày cho Thiếu Lâm luôn. Để dập đập giày 6 dòng cho Thiếu Lâm luôn. Được anh em? Được chứ. Đập cái giày 6 dòng với đập. Nếu mà rảnh đập luôn cái đai. Từ từ lấy luôn cái đai. Lấy cái đai 6 dòng á, đai thủy 6 dòng. Ôi không có đai thủy 6 dòng anh em ạ. Thảo ngồi chỉ có mỗi cái đai sức mạnh 164, cứ cầm tạm cái đai sức mạnh 164 đi. Xây hóa. Lên hoa sương nhận thưởng ok anh ơi.